Lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2023 Quý Mão rước tài lộc. Trong các hoạt động đầu năm, khai xuân được coi là một nghi thức chào đón năm mới với mong muốn cầu cho một năm có thể làm ăn phát đạt, vạn sự hành thông. Hôm nay, Tử Vi Việt Nam sẽ giúp bạn lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2023 để rước tài lộc, giúp chúng ta có được cả năm may mắn. Tại sao nên lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2023? Khai xuân đầu năm là một phong tục truyền thống của người Việt vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Hoạt động khai xuân gồm rất nhiều hoạt động ý nghĩa để chào đón năm mới như xuất hành, khai bút, lì xì hay đi lễ chùa. Trong khoảng thời gian này, người dân cả nước đều nô nức cùng đi khai xuân với mong muốn có một năm mới làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, phát đạt và mọi sự đều hành thông. Ngoài ra, hoạt động chọn ngày đẹp khai xuân 2023 còn giúp các thành viên trong gia đình hay trong công ty có sự gắn kết với nhau hơn. Ngày khai xuân cũng phải là ngày tốt để đảm bảo mọi người sẽ có một năm mới tốt đẹp, may mắn nhất. Chính vì thế, việc lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2023 là vô cùng quan trọng, thường được mọi người xem và chọn ngày rất kỹ. Những ngày đẹp khai xuân 2023, Quý Mão, rước tài lộc. Lựa chọn ngày đẹp khai xuân 2023 rất quan trọng. Dưới đây là những ngày đẹp khai xuân bạn có thể tham khảo để khai trương, mở hàng, mở bán đầu năm. Ngày mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết năm nay rơi vào thứ hai, tức ngày 23 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Đây là ngày hoàng đạo nên bạn có thể lựa chọn ngày này để khai xuân đầu năm Quý Mão 2023. Tuổi xung khắc ngày là Ất Hợi, Kỷ Hợi và Ất Tỵ. Tuổi xung khắc tháng là Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ và Canh Tý. Giờ tốt trong ngày: giờ Sửu từ 1 đến 2 giờ 59, giờ Thìn từ 7 giờ đến 8 giờ 59, giờ Ngọ từ 11 đến 12 giờ 59, giờ Mùi từ 13 đến 14 giờ 59, giờ Tuất từ 19 giờ đến 20 giờ 59 và giờ Hợi từ 21 đến 22 giờ 59. Hướng tốt: hướng Tây Nam Hỷ Thần, hướng Tây Nam Tài Thần và hướng Chính Nam Hạc Thần. Ngày mùng 4 Tết. Một trong những ngày đẹp khai xuân 2023 bạn có thể cân nhắc chính là ngày mùng 4 Tết, tức ngày 25 tháng 1 2023 dương lịch. Tuổi xung khắc ngày: tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi và Đinh Tỵ. Tuổi xung khắc tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ và Canh Tý. Giờ tốt trong ngày: giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59, giờ Mão 5 giờ đến 6 giờ 59, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 10 giờ 59, giờ Thân từ 15 giờ đến 16 giờ 59, giờ Tuất từ 19 giờ đến 20 giờ 59 và giờ Hợi từ 21 giờ đến 22 giờ 59. Hướng tốt: hướng Đông Nam Hỷ Thần, hướng Chính Tây Tài Thần và hướng Tây Bắc Hạc Thần. Ngày mùng 9 Tết. Mùng 9 Tết cũng là ngày đẹp khai xuân 2023 bạn có thể tham khảo. Ngày này rơi vào thứ hai, tức ngày 30 tháng 1 năm 2023 dương lịch và được đánh giá là ngày hoàng đạo, thành long hoàng đạo. Tuổi xung khắc ngày là Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Tuổi xung khắc tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ và Canh Tý. Giờ tốt trong ngày: giờ Tý từ 23 giờ đến 0 giờ 59, giờ Sửu từ 1 giờ đến 2 giờ 59, giờ Mão từ 5 giờ đến 6 giờ 59, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 12 giờ 59, giờ Thân từ 15 giờ đến 16 giờ 59 và giờ Dậu từ 17 giờ đến 18 giờ 59. Hướng tốt là hướng Đông Nam Hỷ Thần, Chính Bắc Tài Thần và Chính Bắc Hạc Thần. Ngày mùng 10 Tết. Ngoài 3 ngày trên, mùng 10 Tết cũng là ngày đẹp khai xuân 2023 bạn có thể lựa chọn. Mùng 10 Tết năm nay rơi vào thứ 3, ngày 31 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tuổi xung khắc ngày là Đinh Mùi, Ất Mùi.
tuổi xung khắc tháng là Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ và Canh Tý. Giờ tốt trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 4 giờ 59, giờ Mão từ 5 giờ đến 6 giờ 59, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 10 giờ 59, giờ Thân từ 15 giờ đến 16 giờ 59, giờ Tuất từ 19 giờ đến 20 giờ 59 và giờ Hợi từ 21 giờ đến 22 giờ 59. Hướng tốt là hướng Đông Bắc Hỷ Thần, chính Nam Tài Thần và chính Bắc Hạc Thần. Trên đây, Tử Vi Việt Nam đã cung cấp đến bạn những ngày đẹp khai xuân 2023. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn ngày đẹp để khai xuân đầu năm được thuận lợi, suôn sẻ và tốt đẹp nhất.